Nếu mà các bạn đang phân vân là không biết chọn một cái phương tiện nào để đi lại cho nó an toàn và phù hợp với những người cao tuổi thì hôm nay Minh Nhật sẽ giới thiệu cho các bác một cái mẫu xe điện ba bánh phù hợp với rất là nhiều người luôn, đặc biệt là người cao tuổi mọi người ạ. Mẫu này bên em là mẫu S6 của Victory. Mẫu này thì 3 chỗ ngồi rộng rãi thoải mái luôn và cực kỳ là nhỏ gọn nữa. Và cái hay của xe này là rất là dễ đi và rất là an toàn luôn. Những người mà bị chân tay yếu này các bác này, hoặc là những người mà chúng ta cao tuổi, hoặc là những người bị tai biến ấy, thì cái mẫu này phải nói thật sự rất là cần thiết, rất là hữu ích rồi mọi người ạ. Thực sự là ba bánh bây giờ thì nó rất là phổ biến rồi, nó không như còn như ngày xưa nữa. Dường như bây giờ là nhà nào cũng nên có một cái mọi người ạ. Nhà nào có ông bà ấy thì chúng ta nên có một cái để ông bà lai con lai cháu đi học này, hoặc là những người mà bị tai biến, bị chân tay yếu đó. Trước giờ chúng ta không được đi lại, phụ thuộc vào con cháu, thì bây giờ chúng ta đã có cái xe điện ba bánh để chúng ta đi lại rồi. Thích đi đâu thì đi, đúng không ạ? Mọi người nói rằng, các cụ nói rằng là gì ạ? Độc lập, tự do, hạnh phúc, đúng không? Mình cứ có một con xe riêng cho mình đi lấy thuốc này, đi chợ, đi búa, đi đâu đó thì không phải phụ thuộc ai cả. Và mẫu này thì mọi người biết không, bên Nhật bán rất là nhiều luôn. Các bác đi rất là nhiều cái mẫu này luôn mọi người ạ. Có cả đèn còi xin nhang này, số tiến, số lùi này. Và nó rất là thoải mái, đi không bị gò bó chân tay và rất là dễ sử dụng nữa mọi người ạ, chống trôi và leo dốc được nha mọi người.